Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Nhật Jeep. Đây là video dành cho những ai đang đam mê về xe Jeep, muốn sở hữu xe Jeep nhưng đang băn khoăn về vấn đề tài chính, muốn mua một chiếc xe Jeep tiết kiệm hơn về tài chính thì đây là video dành cho bạn. Ngày hôm nay Nhật sẽ giới thiệu chi tiết chiếc xe trước mặt mọi người đây. Đây chính là chiếc Jeep Wrangler phiên bản Sahara. Nó sẽ giải đáp tất cả những vấn đề về tài chính của bạn và Nhật sẽ đưa ra 5 lý do tại sao bạn nên mua chiếc xe này. Đầu tiên, Nhật sẽ muốn nói đến cái màu sắc của chiếc xe này. Đây là chiếc Jeep Wrangler phiên bản Sahara và đây là màu Velocity ở bên nước ngoài. Thì bên Việt Nam mình gọi là màu vàng chanh. Đây là một trong những màu mới của Jeep Wrangler trong năm 2023 này. Thì đây là một cái màu cũng khá là được ưa chuộng trong năm nay vì cái màu này rất trẻ trung, phù hợp với dòng xe thể thao và lại phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Và bây giờ Nhật sẽ đi vào lý do đầu tiên. Thì khi mà mọi người đang quyết định muốn mua một chiếc xe cũ, một chiếc xe lướt thì điều quan tâm nhất của mọi người là gì? Đó chính là giá, phải không ạ? Thì đây, chiếc Jeep Wrangler hiện tại phiên bản Sahara đang phân phối với mức giá niêm yết hiện tại là giá là 3 tỷ 888 triệu đồng. Thì đây là mức giá công bố, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh, đã bao gồm thuế phí VAT. Thì chiếc này nếu mà hiện tại lăn bánh bao gồm thuế phí và bao gồm khuyến mãi luôn thì giá lăn bánh của nó đâu đó khoảng tầm 4 tỷ. Và chiếc xe này hiện tại, Jeep Wrangler phiên bản Sahara màu vàng chanh này hiện tại đang được rao bán với mức giá là loanh quanh đâu đó tầm 3 tỷ đồng. Rất hời cho mọi người không ạ? Tiết kiệm được đâu đó hơn 1 tỷ so với xe mới luôn ạ. Thì sau khi cái vấn đề mình quan tâm về giá rồi thì mình sẽ đến cái vấn đề quan tâm thứ hai. Đó chính là xe này đã chạy bao nhiêu km rồi, mức độ hao mòn của chiếc xe này là bao nhiêu. Thì hiện tại chiếc xe Jeep Wrangler phiên bản Sahara này đang được chạy với khoảng đâu đó khoảng tầm 7.000 km. Thì đối với chính sách bảo dưỡng của Jeep Wrangler á, thì là cứ 10.000 cây km là mình sẽ bảo dưỡng một lần ha. Thì với cái 1.000 km đầu tiên mình sẽ bảo dưỡng lần đầu tiên. Thì với 7.000 cây này thì chưa được road eye nữa, cũng như là chưa được bảo dưỡng lần 2. Phải nói đây là mức odo rất là lý tưởng dành cho những ai đang muốn mua xe cũ, thậm chí là những gara luôn, họ gọi đây là xe siêu lướt ạ. Sau khi quan tâm về giá, về xe chạy được bao nhiêu km rồi thì cái vấn đề tiếp theo đó chính là xe này đời sản xuất là bao nhiêu và ngày đăng ký lần đầu tiên của chiếc xe này là bao nhiêu ha. Thì hiện tại chiếc xe này đang là đời sản xuất là năm 2021. Thì những mẫu xe 2021, 2022 và 2023 thì vẫn giữ nguyên mẫu ha, không có thay đổi bất cứ về ngoại thất cũng như nội thất của xe. Và chiếc xe này được đăng ký vào tháng 6 năm 2023. Thì đối với chính sách bảo hành của xe Jeep Wrangler hiện tại đang là 3 năm hoặc là 100.000 km. Và đối với những chiếc xe cũ, chiếc xe demo, chiếc xe lướt như vậy á, thì chính sách bảo hành sẽ được áp dụng cái ngày đăng ký lần đầu tiên của chiếc xe. Tức là xe này đăng ký vào tháng 6 năm 2023 thì đã hiện tại là tháng 11. Thì hiện tại vẫn còn 2 năm 7 tháng bảo hành cho chiếc xe này. Phải nói là một lý do quá tuyệt vời phải không ạ? Không biết ba lý do trên đã đủ thuyết phục mọi người mua chiếc xe này chưa ạ? Nếu chưa, hãy cùng Nhật đi vào cái lý do thứ tư. Thì đối với mua một chiếc xe lướt ở ngoài thị trường á, thì bạn chỉ cần chồng tiền đủ là lấy chiếc xe này về thôi ha. Nhưng riêng với chiếc xe của hãng thì bạn sẽ được xe sẽ được dọn mới cũng như là tân trang là hết đầy đủ trước khi giao xe cho khách hàng, không khác gì là một chiếc xe mới cả. Thì các bạn yên tâm hơn về chiếc xe này, đó chính là xe này chỉ phục vụ cho việc lái thử trong phố thôi, không có xảy ra đâm đụng cũng như là sự bảo hiểm, bảo dưỡng, bảo hành rất là an toàn và rất là rõ ràng cho mọi người. Thì trước khi bên mình làm một cái sự kiện nào đó thì chiếc xe này sẽ được kiểm tra BDI tất tần tật hết ha. Thì đây là lý do thứ tư, một lý do quá tuyệt vời phải không ạ? Và lý do thứ năm là lý do cuối cùng không thể thiếu, đó chính là khi bạn mua một chiếc xe ở ngoài thị trường thì bạn ok về giá sẽ chồng tiền và nhận chiếc xe đó ngay. Nhưng riêng đối với chiếc xe chính hãng thì bạn sẽ nhận được một cái lễ bàn giao cực kỳ hoành tráng, chỉnh chu, giống như đang nhận một chiếc xe mới vậy á. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Thì sau năm cái lý do trên thì Nhật sẽ bonus cho mọi người thêm những cái lý do, những cái phụ kiện được gắn trên chiếc xe này ha.
thì chiếc xe này đã được dán một cái bộ phim cách nhiệt Cool and Light. Đây là một bộ phim của Mỹ và thời hạn bảo hành của nó là 7 năm. Nếu trong thời hạn 7 năm đó thì nếu mà có xảy ra bong chóc, có xảy ra giảm cách nhiệt thì có thể đến chủ nhật, Nhật sẽ dán hoàn toàn mới lên cho mọi người. Và trên những cánh cửa mà dán sẽ có tem bảo hành của Mỹ hoàn toàn ha. Thì xe Mỹ thì phải đi phim Mỹ, rất là tốt, phim này rất là tốt luôn á mọi người. Rồi một cái phụ kiện mà hầu như chiếc xe Jeep nào cũng phải gắn luôn, đó chính là một cái bộ mâm bỏ. Một bộ mâm bỏ, 5 cái mâm bỏ giúp cho cái xe trở nên hầm hố hơn, ngầu hơn, gấu hơn. Thì cái bộ mâm vỏ này là bộ mâm bộ vỏ HT ha, là dành cho xe chuyên để đi phố luôn, rất là êm ái. Bộ mâm thì bộ mâm 20 inch, cái lớp đã được nâng lên là 285/50 R20. Thì cái bộ lớp này phải nói sẽ giúp cho cái xe này đi đường phố êm ái nhất có thể ha. Thì cái bộ mâm vỏ 5 cái này thì nó khoảng tầm đâu đó 100 triệu đồng. Và do chiếc xe này được nhập nguyên chiếc từ Mỹ luôn nên á là cái thiết kế của nó rất là cao ha. Đối với những người ở thị trường Việt Nam mình, chiều cao trung bình của mình hơi thấp nên á thì một cái bệ bước là một cái phụ kiện không thể thiếu dành cho người dân Việt Nam. Đó. Sẽ đó, Nhật mở ra thì cái bệ bước nó sẽ bung ra luôn, giúp cho mình leo lên xuống nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó. Dành cho người già cũng dành cho trẻ em, nó sẽ leo lên xuống dễ dàng hơn. Thì cái trị giá của bệ bước này đâu đó, nó đóng lại thì nó sẽ gặp lại ha. Thì bệ bước này nó khoảng tầm đâu đó 40 triệu đồng. Thì tất cả phụ kiện trên xe hiện tại đang là 160 triệu đồng. Rất là tuyệt vời. Thì mọi người còn chần chờ gì nữa mà không, liên hệ ngay với Nhật ở số điện thoại bên trên, gọi ngay cho Nhật thì lấy chiếc xe này về nha. Nhật sẽ kết thúc video tại đây. Thì trước khi mọi người quyết định xuống tiền mua em nó thì hãy lái thử để trải nghiệm em nó nha. Thì ngoài chiếc xe màu vàng này thì bên Nhật còn rất là nhiều chiếc xe demo khác, cũng như là nếu khách hàng muốn mua xe mới thì hãy liên hệ ngay cho Nhật để có những chương trình ưu đãi tốt nhất, cũng là Nhật có vinh hạnh để tư vấn cho mọi người nha. Rồi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt video. Nếu thấy hay hãy like và chia sẻ giúp Nhật, nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video hay sắp tới của Nhật. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.